Tiếp tục trong cái series mà mình làm cái hướng dẫn về máy lọc không khí nội địa Nhật, thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn về con máy không khí Saab KCA50, một cái dòng khá phổ biến trên thị trường bây giờ. Thì đây là nút tắt bạn nhé, bật thì mình bật tông này đều được hết này, hôm nay. Ok, nên các bạn có thể, đây là nút tắt nhé, còn bật thì có thể bật bao lúc này cũng được, lúc này cũng được, đều đều lên cả, đều nút bật cả. Ok, vậy thì đầu tiên sẽ là tính các tính năng lọc nhé. Thì bây giờ đây là lọc thường, nghĩa là lọc không có bù ẩm. Tiếp theo đây là lọc bù ẩm, lọc bù ẩm mọi người nhé, nghĩa là lọc và kim bù ẩm. Cuối cùng đây là lọc nhanh, nghĩa lọc nhanh là gì, nghĩa là lúc nào tốc độ gió cũng nhanh. Các bạn nghe tiếng gió đang thổi không ạ? Okay, lúc nào gió cũng nhanh như này thì cái này cũng chỉ chạy 15 phút thôi thì nó sẽ chuyển về chế độ này hoặc chế độ này. Nhưng mà cái chế độ lọc nhanh này ấy, thì đa số là không dùng mấy đâu, đa số là để dùng cái tính năng hoặc tính năng này thôi. Ok, thì trong lọc thường và lọc bù ẩm này thì có các cái có chế độ để chuyển đổi nhé. Ví dụ như đây là lọc tự động này. Tiếp theo là lọc phấn hoa. Tiếp theo là lọc nhanh này, trung bình và chậm. Ok, thế thì vấn đề cứ để tự động cho các bạn nhé. Vì sao tự động thì mình sẽ giải thích sau. Cái này là tắt bật đèn này, biểu tượng tắt bật đèn, các bạn nhìn đèn nó. Đó. Còn cái này thì hiển thị độ ẩm thôi, còn cái phóng xạ kia thì bỏ qua đi. Tiếp theo là cái này là khóa bàn phím các bạn mọi người nhé. Nhìn các mọi người này, khóa bàn phím, các bạn giữ 3 giây nhé, giữ ấn liên tục nhé, đấy, hiển thị đèn hiển thị lên thì khóa trẻ em thì sẽ không có sự động chạm vào nào nữa được thì ok. Ok mọi người nhé, muốn tắt thì đã ấn 3 giây giữ. Tiếp theo cái này là báo khi mà lọc bẩn đấy thì nó sẽ báo cái đèn này, thì mọi người mang ra vệ sinh nhé, vệ sinh và giữ cái đèn này, cái giữ cái nút này 3 giây kêu tít một cái, ok đấy, thì là tự động nó sẽ hết cái đèn này. Ok, dòng này thì đơn giản hơn. Tiếp theo là một số cái vấn đề, ví dụ như là đây là cảm biến chất lượng không khí, dòng Saab 50 này thì nó sẽ kết hợp cả bụi cả khói cả mùi vào đây, thì khi mà có ô nhiễm ấy, thì tự động nó sẽ phản ứng, nó sẽ có 3 mức độ là đỏ, cam và xanh. Đấy, ví dụ như là xanh thì là đỏ đây là mắc ô nhiễm nhất, còn về cam và về xanh là sạch. Thì vì sao mình nói các bạn cứ thường là để auto thì mình cũng một số sản phẩm đã nói rồi, nhưng mà thôi cứ nói lại cho mọi người hiểu, nghĩa là cái auto ấy là khi mà có ô nhiễm này nhá, chuyển thì cái tốc độ quạt sẽ phụ thuộc vào chất lượng không khí. Ví dụ như đang là đỏ này thì quạt chạy kinh nhanh, chạy vù vù nghe tiếng đó, nhưng khi về cam về thì chậm dần, và về xanh thì gần như là không chạy. Thế thì mọi người cứ để auto là chính rồi nhé, thì nó sẽ tự phản ứng với chất lượng không khí và tự xử lý tốc độ quạt để lọc nhanh hơn hay chậm hơn. Thế còn các bạn chuyển các chế độ này cũng được thôi, nhưng mà nó cũng không cần thiết, nên là các bạn cứ để auto là chính thôi. Tiếp theo đây là cái thông số về độ ẩm nhé, 54% nhé, 54% độ ẩm đo môi trường hiện tại ở phòng của mình trong ngày hôm nay. Đấy, nhưng mà về cam này, xanh dần đấy này. À, nó về xanh hơn hết thì nó sẽ sạch. Ok, tiếp theo đây là biểu tượng về bù ẩm. Thì các bạn phải cho nước vào nhé. Khi bạn cho nước vào bù ẩm thì cái hiện biểu tượng sẽ hiện là màu xanh. Các cái giọt nước thì sang màu xanh mà không đỏ, không nháy nữa mà là màu xanh liên tục. Mọi người nhé. Ok. Đó, thì con KCA50 này thì cũng đơn giản thôi. Cách dùng đơn giản thôi. Mọi người cũng thường để auto là chính. Nhưng mà vì cái... có rất nhiều người đã hỏi nên là mình có đã làm các cái đề can dán hay hình ảnh rồi, nhưng mà thôi cứ làm một cái clip hướng dẫn cụ thể từng tính năng từng nút một cho mọi người hiểu. Rồi, mình chào mọi người nhé.